Tâm đó không mệt mỏi, cũng lại không giải đãi, dần dần tu tăng tấn, chốt giáo các Phật Pháp. Khi Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, bất cứ trải qua bao lâu, tâm cũng vĩnh viễn, không cảm thấy mệt mỏi, hoặc cho rằng đủ có thể nghỉ ngơi, mà không tu Bồ Tát Đạo nữa. Ngài không khi nào giải đãi, từ từ từng bước hướng về trước, tinh tấn tu hành Đạo Bồ Đề, chốt giáo tụ viên mãn Pháp của Phật nói. Tín trí đã thành tựu, niệm niệm khiến tăng trưởng, thưởng thích thưởng quán sát, pháp không đắc không nương. Bồ Tát đã thành tựu niềm tin bất thối và trí bất thối, ở trong niệm niệm đều khiến cho tâm đạo Bồ Đề tăng trưởng. Thường thường hoan hỷ Phật Pháp, thường thường quán sát tất cả Phật Pháp, cũng chẳng có sở đắc, do đó có câu vô trí diệt vô đắc, cũng chẳng có sự nương tựa. Vô lượng ức ngàn kiếp, sở tu hạnh công đức, tất cả đều hồi hướng chỗ chư Phật cầu đạo. Trong vô lượng ước ngàn kiếp thời gian, Bồ Tát đem hạnh công đức tu được, tất cả đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, hồi hướng chỗ chư Phật cầu đạo Bồ Đề, cảnh giới thập địa. Tuy ở tại sinh tử mà tâm không nhiễm trước, an trụ các Phật Pháp, thưởng thích hạnh Như Lai. Tuy Bồ Tát ở trong dòng sinh tử, nhưng trong tâm của các ngài chẳng nhiễm trước cảnh giới tình ái trong thế gian, mà là an trụ trong pháp môn của chư Phật, thường ưa thích tu hành pháp môn của chư Phật tu hành trong quá khứ. Hết thảy pháp thế gian, uẩn giới thầy các pháp, tất cả đều xả lìa, chuyên cầu công đức Phật. Hết thảy tất cả uẩn giới, ví như năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, 12 xứ, mắt tài mũi lưỡi thân ý, sắc thành hương vị xúc pháp, 18 giới, mắt tài mũi lưỡi thân ý, sắc thành hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Các pháp thảy, tất cả pháp thế gian đều xả lìa mà chuyên cầu quả Phật vô thượng Bồ Đề. Phàm phu do vọng hoặc, nơi đời thường lưu truyền, tâm Bồ Tát vô ngại, cứu họ khiến giải thoát. Tất cả sở đắc chỗ biết chỗ gặp của phàm phu đều là hư vọng mê hoặc, thường thường lưu truyền ở trong sinh tử sáu nẻo luân hồi, tâm của Bồ Tát chẳng quá ngại, hay cứu hộ tất cả chúng sinh lưu truyền sinh tử, khiến cho họ đắc được giải thoát. Bồ Tát hạnh khó nói, đời không suy ngẫm được, khắp trừ tất cả khổ, khắp ban vui quần sinh. Hạnh môn tu hành của Bồ Tát khó xưng tán, hết thảy chúng sinh thế gian đều không thể nghĩ bàn cảnh giới này. Ngài hay giải trừ khắp tất cả khổ của chúng sinh, khắp ban cho chúng sinh an lạc, hay cứu khổ ban vui, đó là từ bi, vì từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Đã được Bồ Đề trí, lại thương các quần sinh, quang minh chiếu thế gian, độ thoát tất cả chúng. Được Phật đã đắc được trí huệ Bồ Đề giác đạo, lại thương xót tất cả chúng sinh, muốn khiến cho chúng sinh đều lìa khổ được vui. Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả thế gian, độ thoát hết thảy chúng sinh thế gian. Trong các pháp môn mà bạn biết, bạn cảm thấy pháp môn nào thích hợp với bạn, thì bạn y chiếu pháp môn đó mà tu hành. Còn pháp môn nào không tương ứng với bạn, thì bạn không cần tu hành. Ví như bạn có tâm tham, thì nên tu pháp môn bố thí. Bạn có tâm dâm dục thì nên tu pháp môn trì giới. Bạn thích nóng giận thì tu pháp môn nhẫn nhục. Bạn thích lười biếng thì tu pháp môn tinh tấn. Bạn thích tán loạn thì tu pháp môn thiền định. Bạn thích ngu si thì tu pháp môn trí huệ. Những pháp môn đó đối trị khuyết điểm của bạn. Trước kia những gì bạn thích là bởi vì bạn không hiểu nên mới thích. Hiện tại bạn đã hiểu rồi thì nên dùng một thứ pháp môn để đối trị tập khí ma bệnh của chính mình. Bấy giờ, Bồ Tát phá nhất thiết chướng dũng mãnh trí vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát mười phương, mà nói kệ rằng. Lúc đó lại có vị Bồ Tát phá nhất thiết chướng dũng mãnh trí vương, ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại oai thần lực của mười phương chư Phật, quán sát tỉ mỉ căn tánh và cơ duyên của chúng sinh mười phương, nên dùng pháp gì để độ thoát họ. Do đó nói ra những bài kệ dưới đây cũng là tự thuận lại ý nghĩa kinh Trường Hàng. Vô lượng ước ngàn kiếp, tên Phật khó nghe được, hà huống được gần gũi, dứt hẳn các nghi hoặc. Trong vô lượng vô số ước ngàn kiếp, danh hiệu của Phật không dễ gì nghe được. Do đó có câu trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chẳng những trăm ngàn vạn kiếp, vạn ngàn vạn kiếp cũng khó nghe được danh hiệu Phật. Hà huống nhìn thấy gần gũi được Phật, vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghi hoặc phiền não, đó lại càng khó hơn. Như Lai đèn thế gian, thông đạt tất cả pháp, khắp sinh phước ba đời, khiến chúng đều thanh tịnh.
Đức Phật là ngọn đèn sáng của thế gian, thông đạt tất cả Phật pháp, chấp khiến cho chúng sinh gieo trồng ruộng phước ba đời, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh. Như Lai diệu sắc thần, tất cả đều kính khen, ước kiếp thường chiêm ngưỡng, tâm đó không nhàm đủ. Sắc thần vì diệu của Phật, hết thảy tất cả chúng sinh đều cung kính khen ngợi, trong ngàn ước kiếp chúng sinh đều chiêm ngưỡng Đức Phật, tâm họ đều không khi nào nhàm đủ. Nếu có các Phật tử thấy diệu sắc thân Phật sẽ bỏ chấp các cõi, hồi hướng đạo Bồ Đề. Nếu có tất cả đệ tử của Phật thấy được sắc thân vi diệu của Phật, nhất định sẽ xả bỏ tất cả mọi sự chấp trước cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới mà hồi hướng về đại Bồ Đề giác đạo. Diệu sắc thân Như Lai luôn nói tiếng rộng lớn, biện tài không chướng ngại, khai môn Phật Bồ Đề. Sắc thân vi diệu của Như Lai luôn luôn diễn nói pháp âm rộng lớn, biện tài vô ngại, hay khai mở pháp môn Phật Bồ Đề giác đạo. Hiểu ngộ các chúng sinh vô lượng không nghĩ bàn, khiến vào môn trí huệ được thọ ký Bồ Đề. Phật khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch giác ngộ, có các chúng sinh số nhiều vô lượng đều đã khai ngộ, thật là bất khả tư nghị, khiến cho tất cả chúng sinh đều nhập vào môn trí huệ mà được thọ ký Bồ Đề. Như Lai hiện thế gian làm ruộng phước cho đời, dẫn dắt các hàm thức khiến họ tu phước huệ. Như Lai xuất hiện ra đời làm ruộng phước lớn cho chúng sinh thế gian, khắp dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu phước tu huệ. Nếu ai cúng dường Phật, vĩnh trừ sợ ác đạo, tiêu diệt tất cả khổ, thành tựu thân trí huệ. Nếu có chúng sinh cúng dường Đức Phật thì họ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi sợ hãi trong ba đường ác, sẽ tiêu diệt tất cả sự thống khổ mà thành tựu thân trí huệ. Nếu thấy lưỡng túc tôn hay phát tâm rộng lớn, người đó luôn gặp Phật, tăng trưởng sức trí huệ. Nếu có chúng sinh gặp được đấng lưỡng túc tôn đủ phước đủ huệ, tức là Đức Phật, thì sẽ phát tâm Bồ Đề rộng lớn, người đó sẽ luôn luôn gặp được Phật mà tăng trưởng sức trí huệ. Nếu thấy nhân trùng thắng, quyết tâm hướng Bồ Đề, người đó hay tự biết tất sẽ thành chánh giác. Nếu có chúng sinh thấy được Đức Phật tối thắng trong loài người, thì sẽ quyết tâm tu hành Bồ Đề giác đạo, người đó hay tự biết mình tương lai nhất định sẽ thành chánh giác. Bây giờ Bồ Tát Pháp Giới sai biệt nguyện trí thần thông vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát mười phương mà nói kệ rằng. Lúc đó lại có vị Bồ Tát Pháp Giới sai biệt nguyện trí thần thông vương, ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật gia bị, quán sát căn tánh và cơ duyên của chúng sinh mười phương mà nói ra những bài kệ dưới đây. Đấng Thích Ca vô thượng, đủ tất cả công đức, người thấy tâm thanh tịnh, hồi hướng đại trí huệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng trí tôn vô thượng, đã tu hành viên mãn đầy đủ tất cả công đức. Bất cứ ai gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trong tâm đều được thanh tịnh mà tu hành hồi hướng đại trí huệ. Như Lai đại từ bi xuất hiện nơi thế gian, khắp vì các quần sinh truyền pháp luân vô thượng. Đức Phật có tâm đại từ đại bi xuất hiện ra thế giới Ta Bà này, khắp vì tất cả chúng sinh truyền bánh xè pháp vi diệu vô thượng. Như Lai vô số kiếp siêng khổ vì chúng sinh, vì sao các thế gian hay báo ân đại sư. Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước sinh tu tất cả khổ hạnh đều vì cứu độ chúng sinh. Người thế gian này làm thế nào báo đáp được ân đức của Phật? Chẳng có cách gì báo đáp được hết công đức của Phật. Thà trong vô lượng kiếp thọ khổ các đường ác, chọn không bỏ Như Lai mà cầu nơi xuất ly. Thà ở trong vô lượng kiếp thọ khổ não trong các đường ác, chọn cũng không lìa khỏi Phật mà cầu xuất ly tất cả khổ. Dù có theo Phật thọ vô lượng khổ, chúng sinh cũng muốn đi theo Phật. Thà thế các chúng sinh thọ đủ tất cả khổ, chọn không bỏ Như Lai mà cầu được an lạc. Thà thay thế tất cả chúng sinh thọ tất cả khổ, chọn cũng không muốn bỏ lìa Phật mà cầu được an lạc. Dù thọ khổ cũng muốn đi theo Phật, không muốn lìa khỏi Phật mà cầu được an lạc. Thà trong các cõi ác luôn được nghe danh Phật, không nguyện sinh đường lành, tạm thời không nghe Phật. Thà ở trong các cõi ác luôn luôn được nghe danh hiệu Phật, đây là phát nguyện của Bồ Tát. Dù có bị đọa vào trong ba đường ác, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật cũng mãn nguyện, chứ chẳng muốn sinh về cõi trời hoặc Bắc Câu Lưu Châu, rất là khoái lạc mà chẳng nghe được danh hiệu Phật, cho dù thời gian ngắn cũng không muốn. Thà sinh các địa ngục, mỗi mỗi vô số kiếp, chọn không xa lìa Phật,
mà cầu thoát cõi ác. Thà sinh vào các địa ngục, trải qua vô lượng đại kiếp, chọn cũng không muốn lìa khỏi Phật, mà cầu lìa khỏi địa ngục. Tại sao nguyện ở lâu tất cả các đường ác, để được thấy Như Lai vì tăng trưởng trí huệ? Tại sao lại nguyện ở lâu trong các đường ác? Vì có thể sẽ được gặp Phật tăng trưởng trí huệ. Nếu thấy được Đức Phật trừ diệt tất cả khổ, hay vào các Như Lai cảnh giới đại trí huệ, nếu có chúng sinh hay gặp được Phật thì sẽ trừ diệt tất cả khổ mà chứng nhập cảnh giới đại trí huệ của tất cả chư Phật. Nếu thấy được Đức Phật xả lìa tất cả chướng, dưỡng lớn vô lượng phước, thành tựu đạo Bồ Đề. Nếu có chúng sinh gặp được Phật thì sẽ xả lìa tất cả sự chướng ngại mà dưỡng lớn vô lượng phước báo, thành tựu Bồ Đề giác đạo. Như Lai hay dứt hẳn tất cả chúng sinh nghi, tùy tâm họ ưa thích, khắp đều khiến đầy đủ. Phật hay vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, tùy theo tâm ưa thích của họ, khắp khiến cho họ tất cả chúng sinh đều được đầy đủ mãn nguyện ước muốn của họ.